Chi lăng nổ tung với pha sút phạt thần sầu của một cầu thủ trẻ bên phía U16 Việt Nam vào lưới U16 Trung Quốc. Bàn thắng ấy đã mở ra cuộc lội ngược dòng không tưởng khi U16 Việt Nam đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-2. Bất chấp đối thủ này dẫn trước 2-0, người có pha sút phạt thần sầu ấy chính là Văn Quyến. Anh bước vào làng bóng đá Việt Nam với cái tên Thần Đồng. Em thì cũng là 30 tuổi rồi thì chuyện tương lai của em thì đường có thể phải dành đấy. Thần Đồng của bóng đá Việt Nam tuyên bố giải nghệ, khép lại vòng quay quần đùi áo số ở tuổi 30. Một lời chia tay nhẹ nhàng, không giàu cảm xúc như ngày Văn Quyến bước vào làng bóng đá Việt Nam. 14 năm, Văn Quyến đã để lại và làm được gì cho chính mình và những người yêu mến anh? Sinh ra không có cha bên cạnh, Quyến chỉ biết đến tình thương của mẹ Hồ Thị Niềm và ông bà ngoại. Nhà nghèo, Quyến phải phụ mẹ đi chăn trâu từ sớm. Tuổi thơ của cậu là những chuỗi ngày cơ cực, bữa đói, bữa no. Nhưng bóng đá đã thay đổi cuộc đời của Quyến. Sau bàn thắng để đời vào lưới U16 Trung Quốc, Văn Quyến nhanh chóng vụt sáng để trở thành một ngôi sao với một loạt những bàn thắng để đời khác. Ngày 19 tháng 10 năm 2003, Văn Quyến ghi một bàn thắng gây chấn động bóng đá châu lục, giúp Việt Nam đánh bại đệ tứ anh hào thế giới Hàn Quốc với tỷ số 1-0. Văn Quyến xử lý rất hay và tỷ số là 1-0 cho các đội Việt Nam. Tại SEA Games 22 vào năm 2003, Văn Quyến khiến người hâm mộ Việt Nam phát cuồng một loạt siêu phẩm. Cú cúi lòng vào lưới Thái Lan ở vòng bảng, pha xử lý tinh quái trước U23 Malaysia ở bán kết. Và đặc biệt là bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan trong trận chung kết. Đó đều là những bàn thắng ở đẳng cấp rất cao. Hai năm sau, tại SEA Games 23, Văn Quyến trở thành niềm hy vọng số 1 trong tham vọng đoạt vàng SEA Games. Nhưng trong khi không thể giúp U23 Việt Nam lên ngôi, Quyến và một số cầu thủ khác dính vào vụ bán độ gây chấn động. Anh bị phạt tù 2 năm và bị treo giò 4 năm. Những giọt nước mắt đã lăn, những sự tiếc nuối đã tới. Người ta tiếc cho Quyến, tiếc cho bóng đá Việt Nam mất đi một thần đồng. Cho em đặt niềm tin vào anh nhé, để những lúc buồn em khẽ. Năm 2009, Văn Quyến trở lại sân cỏ trong màu áo Sông La Nghệ An. Sự trở lại ấy mang theo cả một sự kỳ vọng lớn lao của những người yêu mến Quyến. Nhưng những năm tháng không bóng đá đã khiến anh không thể là chính mình. Không thể chen chân vào đội hình, Quyến rời Sông Lam Nghệ An để tìm cơ hội khác.
anh đầu quân cho Sài Gòn Xuân Thành, rồi sau đó là Vít Xe Ninh Bình. Nhưng tới đâu, Quyến cũng chỉ là kép phụ và hệt như một người ăn mày dị vãng. Cũng có một vài trận đấu, Quyến có những pha xử lý ở đẳng cấp cao, cho thấy những phẩm chất thiên phú vẫn còn đâu đó trong anh. Điển hình là hai siêu phẩm vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng hai bàn thắng này hay những pha xử lý đơn lẻ khác của Quyến chỉ khiến người hâm mộ thêm tiếc nuối. Ngày 16 tháng 4 năm 2014, Văn Quyến bị triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nghi án tham gia cá độ của các cầu thủ Vít Xe Ninh Bình ở AFC Cup 2014 và V-League 2014. Người ta lại chột dạ về Quyến, ném về phía anh những nghi ngờ, dù Quyến khẳng định anh không tham gia bán độ cùng các đồng đội câu lạc bộ Vít Xe Ninh Bình. Ngày 19 tháng 4 năm 2014, Văn Quyến tuyên bố giải nghệ. Anh chia tay Vít Xe Ninh Bình trong lặng lẽ. Chỉ là một vài cái bắt tay với các đồng đội. Cái cách Quyến khép lại sự nghiệp của mình thật đối nghịch với cách anh bước vào làng bóng đá Việt Nam, cách anh đi vào lòng người hâm mộ. Hết thật rồi, Văn Quyến. Cuộc đời đã cho anh những phẩm chất thiên tài hiếm có. Nhưng tiếc thay, anh lại không biết gìn giữ tài sản quý giá đó. Một lần nữa, nhắc về anh, chúng ta lại phải bắt đầu bằng hai tiếng giá như...